Bạn Tòng Thị Phương ở Thuận Châu, Sơn La hỏi, nghe nói là lợp mái fibro xi măng thì không an toàn lắm cho sức khỏe. Vậy thì nên thay bằng cái mái gì mà cũng không đắt để có thể người nông dân có thể thực hiện được? Tôi được biết tin hiện nay có một cái tấm lợp mới là tấm lợp gọi là Onduline, O-N-D-U-L-I-N-E, thì làm từ sợi hữu cơ tổng hợp và nhựa bitum. Thì cái mái này đã được xử lý dưới áp suất và nhiệt độ cao cho nên là rất là tốt. Kích thước là 2 × 0.95 cm và nặng chỉ có 64 kg, tức là nhẹ hơn nhiều so với tấm lợp fibro xi măng. Nó lại cách âm tốt, chống thấm, chịu được nhiệt độ rất là rộng, từ 0 độ đến 70 độ, cách điện cho nên có thể chống sét, lại chống được những cái gió biển mặn, chịu được mưa đá, chịu được bão, mà bão đến tận mức là 192 km/h, có thể cưa bằng cưa tay và có thể đóng đinh xuyên qua được. Là một tấm lợp sinh thái thân thiện với môi trường, nhiều tính năng đa dạng, chống nóng, chống ồn, không bị rêu mốc hay rỉ sét, và đặc biệt chịu được thời tiết khi có bão lên đến 120 km/h. Được bảo hành 15 năm không thấm nước, ứng dụng rộng rãi trong các công trình nhà máy hóa chất, luyện thép, xi mạ, như hệ thống nhà máy phân bón Bình Điền, hệ thống các nhà máy của công ty hóa chất cơ bản miền Nam và nhiều nhà máy khác ở các khu công nghiệp trên khắp cả nước. Tấm lợp sinh thái Onduline hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn cho các công trình công vụ như trường học, trụ sở ủy ban nhân dân các cấp, bệnh viện. Đã được Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 80521/2009, TCVN 80522/2009 là một sản phẩm đạt kết quả tốt.